Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Hoàng Dung xuống dưới nhà. Hiện tại Dung đang đứng ở cửa hàng số 64 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Dung xuống thì có những cái dòng phay vừa tiền, ít tiền cho anh chị em để mọi người đi chợ, đi công trình các thứ đây. Em quay cho chị một chiếc xe Dream, con này biển 29K 2000 anh em nhé, 99 2000. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam. Con này máy rất chất, máy nguyên anh em nhé. Máy rất chất, biển số mai gì tôi sẽ làm lại cái biển. Biển số 29K54186. Em quay chi tiết cho chị xem một vòng này. Đấy, một chiếc Dream biển 29K anh em ạ. Con này máy rất là ok nhé mọi người nhé. Le lên một xíu này. Rồi, xe nào, le lên xem có nổ được không. Xe này, những cái xe này để ở trong nhà ấy, hết xăng cũng phải cho nó nổ. Hết xăng phải cho nó nổ. Vẫn nổ. Đấy, vẫn nổ. Hiện tại là xe đang hết xăng anh em. Đấy, máy ok anh em nhá. 2000, bô beo rất là ok. Quay chị cái đầu bò. Quay chị cái đầu bò đi. Đấy. Dream Việt anh em nhá, Dream Việt. Đồ cũng rất chi là ok đây, đời 2000 nó là lốc này đây. Đấy, ra máy ra miếc đây, hộp xích đây. Đấy, biển 29K. Bô beo các thứ rất là ok. Con này bên mình đang bán ra với giá là 20 triệu nha anh em nhá. Đấy, 20 triệu chiếc xe Dream Việt. Anh em là muốn chốt chiếc Dream Việt này inbox trực tiếp nhá. Đấy, đồ đặt máy rất là ok này. Đây, quay cho chị xin một vòng đằng sau nữa. Đây. Đấy, một chiếc Dream Việt, máy rất là ok. Này Nguyên, đầu bò đẹp nhỉ. Đấy, đầu bò này trong này nó hơi tối một tí thôi mọi người nhá, nhưng mà đầu bò nó đẹp. 20 triệu với chiếc Dream Việt này. Đây, anh chị em này em lại quay cho chị một chiếc Dream biển 33 này. Này, smile xử lý một chút bị đề là ok. Con này biển 33 nhá anh em nhá. Con này cũng máy nguyên. Đây, chị xem là đầu máy bao nhiêu. Đấy, quay cho chị xin một vòng. Con này biển 33M14631 anh em ơi. Con này máy cũng ok này. Đi đề một xíu đâu. Đây, đồ rất. Trong này nó hơi tố một tí nhá mọi người nhá. Đây, em quay cho chị xin vòng dưới này đi. Đấy. Đấy, một vòng tem này vẫn zin này, tem này. Lốc này. Con này bên mình đang bán ra với giá là 19 triệu nha anh em nhé. 19 triệu với chiếc Dream. Hiện tại là bên anh em để trong này rung xuống rung gặp đấy, mọi người để trong này mọi người chẳng quan tâm đến gì cả. Đây. Đấy, máy chất anh em nhé. Đấy, xe vẫn đang nổ đấy ạ. 19 triệu với chiếc Dream Việt biển 33M24631. Đấy, ok anh chị em là muốn chốt chiếc xe đi làm nhẹ nhàng nhanh nhanh, đi làm công nhân công chức. 19 triệu nha anh em nhá. Ok, 19 triệu chiếc xe Dream Việt. Anh em nào muốn chốt chiếc xe này cái inbox trực tiếp cho bên mình. Đây, một chiếc Dream. Con này biển 90, con này Dream Việt thay càng Thái nhá mọi người nhá. Em quay chị xin vòng này. Đó, con này đời 2007 đấy. Con này hôm trước là có người cọc rồi đây này, anh em cho xuống đây giờ bỏ cọc ra cũng chả ghi, chả mang lên trên. Quay chị đầu bò đi. Nổ máy nha. Máy chất anh em ơi, máy ok. Em quay cho chị một vòng. Quay một vòng cho chị nha. Một vòng quanh, đồ và các thứ cũng rất là ok này. Ra máy cũng có bán lại một xíu rồi. Biển 90F2953. Con này đời 2007 nha anh em nhé. Đời 2007. Đấy, 2007. Đấy, quay cho chị hết một vòng đi. Đấy, đồ đạc cũng rất là ok này. Đấy, đây, quay ra thêm cho chị một vòng bô beo này. Bô vẫn là bô Honda này, 2543 này. Con này đây mình đang bán ra giá là 18 triệu anh em nhá. 18 triệu với chiếc Dream biển 90 này anh em ạ. Máy móc cũng rất là ok, máy móc được. Được, bảo là đẹp thì nó thật ra là 18, 19 triệu, 20 triệu tầm tầm xe thôi. Vừa xe thôi, cứ bảo là đẹp mà chất quá thì không phải. Máy được, máy chất. Máy chất để cho anh em đi làm nhẹ nhàng là ok anh em ạ. Đấy, 18 triệu nha anh em nhé. Anh em nào muốn chốt xe Dream Việt Nam thay càng Thái, biển 90F2 2953. Đấy, anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe Dream này. Đấy, 18 triệu, anh chị em nào chốt mình giúp mình nhé.
Một chiếc quay alpha máy đen này mọi người này. Hôm nọ mọi người hỏi rất nhiều, giá vừa tiền thôi. Sao lại không còn, em quay cho chị xin một vòng đi. Quay cho chị một vòng. Quay alpha nha anh em nha, quay alpha máy đen này. Đấy, máy đang nổ nha anh em. Đó. Em có cái điện thoại không, em quay cho chị để chị soi đèn nhé. Pin à. Đấy. Rồi. Soi một vòng đi. Quay alpha máy đen này anh em nhìn ra nhũ của alpha máy đen này rất là đẹp đúng không? Tem vẫn zin này. Đấy. Bô zin này. Xe vẫn đang nổ anh em nhá. Đấy. Biển 36H44579. Con này rất được đây này. Em quay cho chị một vòng đi. Đấy. Ra máy ok, ra máy zin này anh em này. Biển 36 nhá. Đấy, quay cho chị đầu bò, quay chị đầu bò. Quay chị đầu bò đẹp nhá anh em nhá. Hả? Hở xíu của cổ bô đi không quan trọng. Biển 36 nhá anh em nhá. Con này biển 36, con này bên mình đang bán ra với giá là 9.200.000. Đấy, quay alpha máy đen đời đầu. Anh chị em nào đang muốn chốt 9.200.000 thôi nhá anh em nhá. Đấy, chốt thì rút mình luôn. 9.200.000 với chiếc quay alpha đời 2002-03 gì đấy. Ok, đây cho anh xem một con chiếc xe này. Chiếc xe này nước mưa. Trời nước đang mưa. Một chiếc quay alpha YF 110 màu đỏ. Hiện tại là Hà Nội, chiều Hà Nội đang mưa bão mọi người ạ. Đang mưa, ngập, ngùm. Đây, dùng quay ở đây nhá. Đấy, con này máy cực chất luôn anh em ạ. Máy rất là chất. Em xe cho chị con này đây. Tắt mồ hôi. Ôi giời. Được rồi. 2011 anh em nhá, tem to của AS 110 2011 em quay chị vòng biển 18. F101047. Con này bên mình vừa mua xong nha anh em nhá, vừa em nó vừa mua 7 triệu rưỡi xong. Vừa mua 7 triệu rưỡi xong anh em ạ. Thấy chất quá xuống nên lên tiện thể là like luôn đấy. Vừa mua 7 triệu rưỡi nhá. Nghe tiếng máy cho mình cái. Rẻ tiền thôi, đi làm đi ăn nhẹ nhàng. Máy cực chất. Đây em quay cho chị này, quay lại đi. Nhá. Úi giời. Đẹp chưa. Con này cộng 1.8 triệu nha anh em nhá. Mua 7 triệu rưỡi rồi. Ra máy này, đẹp chưa. Đó. Tem to nhá, YS110 tem to đời 2011. Hộp xích nha anh em nhá. Ôi trời, vành bánh tam nan rất là ok. Biển 18 này. Quay chị lại một vòng này bên này này. Sợ. Bô bèo máy nhá. Máy nổ. Bao chất. Con này không chất, dung không lấy tiền. Bao chất, cái loại này đi làm ăn nhẹ nhàng đi ok anh em ạ. Mua 7 triệu rưỡi. Mua 7 triệu rưỡi rồi. Cộng 1 triệu 8. 9 triệu 3 nha anh em nhá. Anh em nào muốn chốt xe này, em quay cho chị cái mặt này. Ôi này nóng quá anh em ạ, nóng quá, mưa xong là mưa nó oi ấy, nó mướt mát mồ hôi. 9 triệu 3, nhìn đẹp chưa? YF 110 mà tem to. Đấy, đó 2011. 9 triệu 3 anh em nào chốt luôn cho mình nhá. Là những loại này cọc luôn cho mình. Đây tiếp theo một chiếc xe YF cánh mỏng đấy 2014 thì con này cũng đẹp luôn. Nói thật anh em, con này cũng đẹp luôn. Hôm trước bán 13 triệu 500 nay giảm 13 triệu. Đời 2014, đời cuối cùng của YS luôn. Biển 19M108610. Đây anh em nhìn đang xe đang nổ đây. Con này cực kỳ chất luôn chị ạ. Đấy. Đời 2014 nha anh em nhá. Con này 13 triệu anh em nào chốt giúp mình nhá. Thực ra là những cái con nào là mình nó chất mình bảo chất vì những cái dòng xe này nó vừa tiền ấy. Anh em nào con nào ok, cái con này ok cực kỳ luôn, biển 18. 9 triệu 3 anh em chốt luôn giúp mình. Đấy, tiếp theo con này. Biển 19, 13 triệu nha anh em nhé. Đời 2014 cơ. Đời 2014, quay chị cái đời. Đời 2014 này. Đấy, đời chốt chết nhất cuối cùng của OS cánh mỏng đấy anh em nhé. Đấy, tiếp theo một chiếc RSX. RSX đời 2018. RSX anh em. RSX nha anh em nhé. RSX màu đen, tem xanh. FI đời 2018. Mua 15 triệu rồi anh em ơi, mua 15 nhá. Cộng 2 triệu. Máy chất. Đời 2018 anh em ạ.
Mua 15 rồi nhá, cộng 2 triệu, 17 triệu. Anh em nào chốt thì chốt giúp mình. Biển số em quay chị biển số 29Y3445 84. Đấy nhá, đấy 2018 anh em ạ, tem to của tem xanh đấy. Mua 15 cộng 2 triệu là 17 triệu. Sổ đang ướt. Thôi, chưa lại nốt con Sirius này, đang chiều dưới này đang bị ngập. Con này 2010, 09, 10 anh em ơi, Sirius. Giá hợp lý rồi, hơn 8 triệu thôi. Quay chỉ một vòng, nổ thôi nào, máy chất rồi. Máy chất, đấy anh em nghe biết là nghe qua điện thoại anh biết là máy chất, đúng không? Con này 2010 nha anh em nhá. 2010 mà Sirius màu đen, màu trắng bạc đấy. Biển 30L11716, con này bên mình đang bán ra với giá là 8 triệu 500 nghìn. Đấy, anh chị em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp, máy ok. Đấy, hiện tại là bên mình có về cũng rất nhiều các cái dòng nha anh em nhá. Anh em nào muốn sở hữu những chiếc xe đẹp thì cứ liên hệ với xe máy Hoàng Kiên. Và anh em nào muốn bán những chiếc xe đẹp thì cũng inbox trực tiếp cho xe máy Hoàng Kiên nhá. À, đấy, những chiếc xe này giá hợp lý, hợp tình hợp lý đi ăn đi làm thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chị. Bye bye mọi người.